cái cây này nó đậu nhiều quá thì ở trên nó chưa đậu lại luôn này, bị rớt tầng ha. Tức là mình ép cái cây tầng 1 quá thì cái tầng 2 mình sẽ khó ép được. Hello anh em. Đấy. Và là Hải Funo. Đấy, thì hôm nay có dẫn một ít khách tham quan vườn ớt chuông giá thể ha. Đang theo quy trình của đội ngũ Funo Farm. Ừ. Thì cùng tham quan cũng như là trò chuyện, trả lời những câu hỏi mà quý anh chị làm về ớt chuông giá thể người ta quan tâm ha. Thì hồi nãy là có mặc áo blue cho anh chị và xịt khử khuẩn hết ha. Mục đích là để không có bị ảnh hưởng tới cái dịch bệnh trong vườn ha. Thì vườn này là đang ở giai đoạn là 70 ngày ha. 70 ngày thì cái vàng này là chắc khoảng 5 ngày nữa là nó có trái chín này ha. 5 ngày nữa có trái chín ha. Này, vàng trái dưới này. Đây. Trái này đang lớn, trái này mới đậu sâu. Đang lớn ha. Đây trái trên này, trái dưới này. Đó, vàng trái dưới này. Ok. Cái vàng trái ở trên nó đậu rồi này ha. Cái vàng 70 ngày á thường là nó đã đậu tầng 2 rồi nha. Đây, đây. Cái phần cúng đợt 2 mà nó dài thôi. Đấy, này. Gần như đậu đều hết vườn luôn. Đây. Trái trên đậu to. Nói chung là làm ớt chuông giá thể là giai đoạn đầu sợ nhất là rễ ha. Rễ rễ phải đều đẹp, cây phải to. Thứ hai nữa là đậu tầng trái 1, thứ ba nữa là đậu tầng trái 2 á là nó phải xích nhau. Thì tới giai đoạn này á thì cái việc chăm sóc nó sẽ gọi là sao? Nó bớt được cái phần nhọc rồi. À, chứ còn giai đoạn đầu là nhọc lắm. Tỉ trái tỉ đồ nữa là không lưu ý nữa là cũng mệt đấy. À, đây này, đây có trái này chín rồi. Trái này nhỏ chín trước rồi. Mấy trái trên là chưa. Mấy trái trên lâu lâu có trái gọi là chín bói. Này, trái gốc ở trên, gần trên này. 70 ngày mà đậu cái vàng trái này thì chắc khi mà thu tầng 1 xong á thì khoảng hơn tháng, khoảng tháng thôi là mình thu lại tầng 2 rồi. Không bị đứt tầng. Đó. Vàng trái này còn xanh lắm, nó còn đang lớn nữa. Cái cây này nó đậu nhiều quá thì ở trên nó chưa đậu lại luôn này. Bị rớt tầng ha. Tức là mình ép cái cây tầng 1 quá thì cái tầng 2 mình sẽ khó ép được. Còn những đa phần cái cây thì nó đậu tầng 2 hết rồi. Còn cây nào mình chừa tầng gốc nhiều quá thì nó chưa đậu lại luôn nha. Một số cây thôi. Giai đoạn vừa rồi là vườn bơm hơi bị cháy thuốc này. Cái này là do thuốc nha. Cái này không phải do bộ chỉ này. Cái phần sau nó không có bị vết kẹp này. Nghe là do bơm cháy. Nhưng mà cái giai đoạn mà cháy cái thuốc này á, thì nó rơi vào khoảng 10 ngày trước nha. Cái này cái lằn lá này là 10 ngày trước rồi này. Cái phần lá mới này. Nó hết rồi. À. Thì ví dụ như nếu mà nhìn sơ sơ mà giai đoạn đầu á mà mình thấy là cái lá mà nó bị vàng như vậy ha, thì nó sẽ có ba cái điểm chính để mà mình coi. Thứ nhất á là nó có bị nhện, hai là bọ chỉ, ba nữa là cháy thuốc. Thì nếu mà cái kinh nghiệm mình nhìn á thì mình sẽ ngửa cái mặt nó lên ha, mình coi thử là ở dưới này nó có vết nhện cắn không, hay là cái vết bọ chỉ nó kẹp không. Tại vết bọ chỉ nó kẹp á là vết do côn trùng á thì nó rất là rõ ha, nó theo cái vằn ở trong mép lá này, trong này này, thì mình sẽ biết được hả là nó có do cái gì. Còn ví dụ như nó này nó trơn thế này, cái này cái lá nó trơn thế này, ví dụ như cái lá này nó bị nhẹ này, đó nó trơn lưu luôn, nó không có gì hết ha, nhưng mà nó bị bạc cái lá ra nè, cái lá này bị bạc ra, nó bị mất sắc tố này, à, cái lá này này đó. Nếu mà nó bị mất sắc tố vậy á thì hầu như là mình do thuốc mình bơm nóng á, thì cái việc mà tổng hợp cái diệp lục á nó bị bắt hoạt ha, cái màu xanh của diệp lục nó không tổng hợp được á, thì nó làm cho cái lá của mình á là cái phần nguyên, cái phần da này thì nó bị vàng ha. Nó không có diệp lục vào á thì cái diệp lục nó là cái màu xanh của lá thì bị vàng ha. Ví dụ cái lá này là bị hiện rõ nhất này ha. Đó. Còn nếu mà những hợp mà nó nổ lá cháy như vậy á thì nó quá là nặng rồi thì mình sẽ biết liền ha. Sơ sẩy cái là bị liền. Đây, đây là do thuốc nha. Cái này là do thuốc chứ không phải là do côn trùng nha. Ok. Bye bye anh em nha.